cây thiết kế hai cây thiết kế ba cây thiết kế trăm tám mươi ngàn chơi luôn với dòng xe rét này cô chú anh chị mình sẽ sưu tầm được với những chậu như này cao ít thân đó mọi người ha còn ngày hôm nay cây xe rét của em vừa lùm vừa cao vừa khủng từ năm sáu bảy tám thân trở lên cho mình luôn một chậu như thế này đủ ra được một phi thiết kế siêu to khổng lồ cho cô chú anh chị mình sưu tầm rồi với dòng Ceres này thì hôm nay á cô chú anh chị, cô chú anh chị mình được biết thì là dòng Ceres là một dòng có vòi hoa vô cùng dài luôn. Đó và đặc biệt vô cùng bền hoa nữa. Cô chú anh chị mình có thể chơi hoa từ 3 tới 4 tháng luôn. Đó với phân hoa là những cánh hoa nè, căng bay về cô chú anh chị mình ha màu series nè màu đỏ của chú anh chị cực kỳ nổi bọt luôn đó với dòng series này thì cô chú anh chị mình còn biết đến với nhiều cái tên ví dụ như là series nè là cái thứ nhất của chú anh chị thứ hai là thuận bờn xui gió thứ ba là hoàng đế đỏ là cũng là nó luôn mọi người ha một dòng lan nhưng tới tận ba cái tên luôn vô cùng ấn tượng với cái lô series này thì em sẽ tuyển chọn cho cô chú anh chị mình những cái chậu siêu lùm như thế này nè đây đó như cô chú anh chị mình thấy cao to không đó, từ 2 tới 3 gan tay luôn mọi người ha Và những chậu siêu lùm như thế này là từ 5, 6 thân trở lên cho em Đó, cho cô chú anh chị mình ra thiết kế vi chơi vi vu luôn mọi người ha Và cô chú anh chị mình có thể ghép một cây ra thiết kế cũng được Hoặc ba chậu và một chậu to cũng được luôn mọi người ha Vì càng chăm là cây sẽ càng khủng cho mình luôn Đó, hiện tại cây là đang đi ngọn nè Cây vô cùng khỏe luôn Với những cái lô trước thì cây nó chỉ được cao thôi Không có được lùm Nhưng mà cái lô này của em vừa cao vừa lùm cho mình luôn đó, tha hồ mà chơi của anh chị mình ha Với một combo thì trước đó anh chị mình mua lùm như thế này nè Phải từ mức giá là 260, 270 một combo Ngày hôm nay chỉ còn 185 nghìn cô chú anh chị mình đã sở hữu ngay được một combo 3 cây series siêu khủng như thế này đây